Xin chào các bác nhá. Cái lô Lazia 4 quắt này em về được 1 tuần rồi. Rất nhiều anh em hỏi là có đi chạy show đám cưới được không, có sáng không. Nhưng mà do tuần nay nhà em đang sửa lại nhà, sửa lại kho là hơi bận một chút. Hôm nay em mới có thời gian để em lên một cái video chi tiết cho các bác xem, để các bác cùng tham khảo cho dễ nhá. Tất cả những cái sản phẩm bên em là các bác biết rồi, bên em là bên công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền tất cả những cái sản phẩm âm thanh, ánh sáng, màn hình LED của hãng LA Pro Audio. Hãng này là hãng nội địa của Trung Quốc, ở bên Trung Quốc thì nó rất là có thương hiệu các bác nhé. Đấy, em mới đưa về Việt Nam gần 2 năm nay thôi, nhưng mà tất cả những anh em sử dụng hàng thì đều rất là hài lòng. Tại vì sao rất nhiều anh em hỏi đặt hàng mua bên em những cái con laser 4W, nhưng mà có cả lửa năm nay em mới có hàng để em bán. Đấy, bên kia nếu mà để mà bốc bất kỳ bốc bừa ấy, thì nó có hàng ngay các bạn, hàng rất là sẵn. Đấy, nhưng mà ví dụ như mình chọn những cái hàng mà nó không đảm bảo, test mà không ok mà đem về bán thì nó rất là mất khách. Đấy, vì sao mà em tìm cả lửa năm thì mới ưng được cái sản phẩm 4W này. Vừa ưng về chất lượng này và ưng về giá tiền này. Đấy, chất lượng là một phần nhưng mà giá tiền nó cũng phải phù hợp với lại túi tiền của mình nữa thì mới có thể là tạo ra được một cái sản phẩm thành công được. Đấy, cái sản phẩm này là em đang rất là ưng ý đây. Cái trong cái kho này là nó rộng tầm khoảng hơn 300m² các bác nhé. Kho rộng hơn 300m² đấy. Đấy, em đang quay thực tế cho các bác xem này. Đấy, cái dạp đám cưới của các bác thì chắc là nó cũng chỉ to như này thôi. Đấy, cứ ở đâu có khói bay ra thì nó sẽ có ánh sáng đẹp như này các bác nhé. Đây là hai con chiếc laser 4W. Đấy, giá bên em hiện tại bây giờ đang có mức giá khuyến mại rất là tốt các bác nhé. Đang có mức giá khuyến mại rất là tốt. Mức giá khuyến mại để giới thiệu sản phẩm. Các cái mẫu mà 6W, 10W, 12W thì bên em đã bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà 4W này thì mới có hàng được cách đây tầm 1 tuần rồi các bác nhé. Số lượng bây giờ em đang sẵn kho rất nhiều. Và bên em đang là tổng kho âm thanh ánh sáng màn hình LED nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam của cái hãng LA Pro Audio này. Tí nữa em sẽ bật kho ảnh, bật đèn lên em quay cho bác xem, đang sẵn rất là nhiều kho. Đấy, đây là các bác đèn lên thì các bác có thể chạy theo chế độ tự động, chế độ theo nhạc. Nếu mà các bác là muốn chơi đơn giản nhất là các bác chọn chế độ theo nhạc, cứ nhạc nó nhanh thì nó nháy nhanh và nhạc chậm thì nó nháy chậm. Đây là em điều chỉnh qua cái bàn Kinh Công 256 và đây là cũng một trong những cái bàn mà rất là ổn định và tầm tiền rẻ. Ngày xưa nó đắt thôi nhưng bây giờ bên em bán thì nó rất là giá rất là hợp lý. Giá chỉ từ tầm khoảng loanh quanh 3 triệu, hơn 3 triệu tí là một chiếc rồi. Đấy, các bác về các bác có thể cài được rất nhiều beam, palette và rất nhiều cái loại đèn khác nhau nhé. Kể cả laser này kết hợp với nhau ok luôn. Đấy, các bác nhìn đấy, 4W đấy. 4W của bên em là hàng chuẩn watt nên là nó rất là sáng. Đây, em vừa rồi mới cài qua tí trên cái bàn Kinh Công 256 này. Đấy, các bác, khi mà các bác nhìn thấy con đèn này ngay đầu tiên cái bên ngoài của nó chắc các bác cũng kết rồi, rất là dày dặn chắc chắn. Đây, và số lượng lúc nào em đang sẵn rất nhiều các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tổng kho và là phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của cái hãng này các bác nhé. Hãng này ở bên Trung Quốc là một hãng nội địa của Trung Quốc, ở bên Trung Quốc thì nó rất có tiếng. Nhưng mà bên Việt Nam này thì em mới đưa về Việt Nam này được gần 2 năm nay thôi. Nhưng mà tất cả các cái sản phẩm của nó thì anh em dùng đều rất là hài lòng, ưng ý. Cả về chất lượng và giá tiền. Đấy, bật điện này các bác này. Em bật điện sáng sau nhé, vẫn là ok luôn. Bên em đang có một cái mức giá khuyến mại rất là tốt. Và bảo hành 1 năm các bác nhé, bảo hành 1 năm. Trừ khi chơi hàng mới thì các bác sẽ được rất là nhiều cái gọi là quyền lợi so với hàng bãi. Nhất là bảo hành 1 năm này, và sau khi đó thì cái những cái linh kiện mà sau này hết bảo hành rồi ấy, thì bên em vẫn hỗ trợ các bác nhé, lúc nào linh kiện cũng sẵn. Và các bác không cần phải sửa chữa gì cả, thay thế linh kiện thì em sẽ tính như giá xưởng thôi. Rất là hợp lý. Đây là cái thiết kế vỏ ngoài của nó đây. Con này là vừa em tháo cái tay rồi các bác nhé. Tất cả hàng của em là đấy, từ kể cả 4W là cũng sẽ phải có tản nhiệt này. Và có cái miếng nhôm tản nhiệt ở bên dưới các bác nhé. Đấy, những hàng trôi nổi thị trường là những hàng 4W, 3W thường không có đâu. Và vỏ nó rất là dày các bạn. Vỏ rất là dày. Đó, nhìn được cái thiết kế là nó đẹp, cầm chắc nịch luôn.
Đấy, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm các bác nhé. Giá nó chỉ nhỉnh hơn những con hàng bãi đôi chút thôi, nhưng mà các bác khi mà mua laser bãi thì rất là hên xui. Kể cả đèn, tất cả các loại đèn bãi vậy, khi mà hỏng thì linh kiện nó không có đâu các bạn. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.